Dương Lễ xin chào anh chị em và các bạn. Trong video này, Dương Lễ sẽ giới thiệu cho anh chị em và các bạn nhiều mẫu nhà homestay khác. Đa phần những căn nhà này khá nhỏ, có dạng chữ A, có dạng nhà sàn, có dạng bằng gỗ, xây bê tông cốt thép mà hầu hết được làm từ mái nhà tiền chế, bao gồm sắt thép và mái tôn. Thỉnh thoảng có thể có một số căn nhà lợp ngói, tường thì có thể là tường gạch, cũng có thể là nhựa giả gỗ. Để tôn tạo cho những ngôi nhà này, chúng ta sẽ xây dựng một cái khu vườn vừa lãng mạn vừa xanh mát nằm bên cạnh rừng thông hoặc là ven sườn đồi. Kết hợp với không khí lành lạnh mát mẻ ở khu vực Lâm Đồng, các bạn sẽ có một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng rất tuyệt vời. Dương Lễ đã giới thiệu cho các bạn nhiều mẫu nhà homestay, chữ A có, nhà sàn có, hình tròn có, còn vật liệu mái thì có thể là bằng tôn, bằng gỗ, hoặc là bê tông cốt thép, hoặc là bằng lau sậy, tre nứa. Bạn thích mẫu nhà nào trong số những mẫu nhà này? Hãy để lại một comment cho Dương Lễ được biết nha. Nếu có yêu cầu gì hoặc là gợi ý gì cho Dương Lễ thì các bạn hãy mạnh dạn comment. Dương Lễ biết rằng bạn đã có một số lô đất nghỉ dưỡng sở hữu cho riêng mình. Giờ thì là ý tưởng xây dựng một ngôi nhà thì bạn chưa có. Vậy thì hãy lên ý tưởng ngay bây giờ đi. Ai trong số bạn thích cái ngôi nhà màu tím không? Dương Lễ sẽ làm một cái video chuyên về những ngôi nhà màu tím cho các bạn nha. Có thể nhìn bên ngoài nó đơn sơ, giản dị nhưng mà nó không kém phần lãng mạn đâu nha các bạn. Bên cạnh ngôi nhà chúng ta trang trí một cái khu vườn và một số cây cao làm cho cái không gian nó xanh mát, tạo ra một số sân chơi và một số cái sân thượng ở trên cao để các bạn có thể ngồi nhâm nhi uống trà, cà phê, đàm đạo khi bạn bè tới chơi, rất tuyệt vời. Có những ngôi nhà đơn giản làm bằng vách kính, chúng ta kéo rèm lại. Cũng có những ngôi nhà hình ống cống, rồi những cái ngôi nhà tiền chế. Đa phần những ngôi nhà ở trong này là Dương Lễ giới thiệu là nhà tiền chế đó các bạn. Vật liệu của chúng vừa đơn giản, vừa có thể dễ mua, dễ trang trí. Vậy thì đây là những cái ý tưởng tuyệt vời và rất tốt để cho các bạn nhanh chóng xây dựng một cái ngôi nhà để mình có một cái chỗ đi về ở trên khu vực Lâm Đồng, Đà Lạt nha các bạn. Còn nếu bạn chưa có đất thì hãy liên hệ với Dương Lễ. Dương Lễ sẽ giới thiệu cho các bạn một mảnh đất từ 500m² cho tới 700m², có 150m thổ cư cho tới 200m thổ cư. Giá chỉ có hơn 1 tỷ thôi, rất là rẻ mà view thì bảo đảm cực đẹp, đường xá thì lại thông thoáng. Cái này thì phải nói là view rất đạt và không thể chê vào đâu được. Dương Lễ đã tuyển chọn những mảnh đất này. Trước đây là có ý định xây nhà để chia lại cho anh em. Các bạn có thể mua những mảnh đất này về tự thiết kế những cái ngôi nhà của mình, thì như vậy thì sẽ chủ động hơn và ưng ý hơn. Nhiều khi Dương Lễ cắt cái ngôi nhà lên các bạn thấy nó không có ưng ý, nhiều khi các bạn nói là ô tôi thích đất hơn, nhà thì tôi tự xây. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để cho các bạn tự xây một ngôi nhà. Đó là những mẫu nhà homestay mà Dương Lễ vừa giới thiệu cho anh chị em. Anh chị em thích mẫu nào hãy để lại comment cho Dương Lễ được biết nha. Rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh của Dương Lễ trong thời gian vừa qua. Sắp tới mình sẽ làm thêm một số chủ đề về những cái loại homestay, những căn nhà nhỏ, dễ thương, tiền chế, chi phí xây dựng thấp, vừa đẹp vừa lãng mạn. Hãy chờ đón xem video kế tiếp của Dương Lễ nha. Ý tưởng xây nhà là như vậy, nhưng nếu như bạn chưa có đất thì alo cho Dương Lễ. Dương Lễ đang còn một mảnh đất 500m², 150m thổ cư, bề ngang 13m, view thung lũng đèn rất đẹp. Do đó các bạn có thể nhìn bao quát 360 độ, đồi núi chập trùng, cực kỳ xinh đẹp. Ban đêm thì thung lũng đèn, có hàng ngàn bóng đèn ở phía dưới, rất là đẹp nha các bạn. Đường đi thì 5m, ô tô rộng, 2 làn thoải mái nha. Tiện ích đầy đủ, đi lên Đà Lạt có chừng khoảng độ 45 phút, tức là khoảng 30 km thôi là tới thành phố Đà Lạt. Đi khoảng 15 km đường bộ là tới sân bay Liên Khương rồi. Đi lên Đà Lạt cực kỳ gần, nằm ở xã Nam Hà, gần thị trấn Nam Ban đó các bạn. Mảnh thứ hai là ở khu vực Gia Lâm, mình có một mảnh đất ngang 19m, chiều sâu khoảng hơn 40m, diện tích là 700 mấy chục mét vuông đó các bạn, có sẵn 190m thổ cư. Cái này bề ngang nó tới 19m, do đó các bạn có thể cất 1 tới 2 ngôi nhà, vô cùng xinh đẹp nha, ở gần rừng thông nữa đó các bạn. Xung quanh dân cư ở hiện hữu, đường ô tô, bê tông rất là đẹp rồi. Mọi thứ đều thuận lợi, cất một cái ngôi nhà rộng rãi mênh mông là một cái biệt thự ok luôn nha các bạn. Mấy cái này cuối video Dương Lễ có để cái đường link đó, bạn hãy nhấp vào để mà xem nha. Ở trong phần mô tả Dương Lễ cũng có để link của những cái video này và xem chi tiết xem coi mình có ưng ý với những mảnh đất này không nha. Ngoài ra thì Dương Lễ cũng có một cái mảnh đất bám theo đường bê tông rộng 2 làn ô tô thoải mái. Mặt tiền của đường bê tông là 80m, mình có sẵn 1.100m thổ cư ở trên đó rồi. Do đó các bạn mua về có thể cất được cả chục ngôi nhà, chia ra được 10 lô đất, trên đất có sẵn 1 ngôi nhà rồi. Mảnh vườn này phải nói là siêu đẹp luôn, có thể chia lô thoải mái nha các bạn. Mình đã làm dàn trải sẵn 1.100m thổ cư trên đó rồi. Bạn chia lô nào cũng có thổ cư hết, ai thích phân lô bán nền thì alo cho Dương Lễ lấy cái mảnh đó nha. Còn ngoài ra thì Dương Lễ cũng có thêm một cái mảnh nữa. Mặt tiền của đường bê tông là 160m, chạy từ đầu đất lên tới rừng thông. Phải nói là cái đồi thông ở chỗ này cực kỳ xinh đẹp luôn. Đất bằng phẳng và nghiêng nghiêng thoi thỏi từ từ lên trên đồi. View cao có, view bằng có con suối ở giữa chảy róc rách vào mùa mưa để thoát nước và đồng thời để lấy tưới tiêu đó các bạn. Đất rất là đẹp, có khoảng 600 m thổ cư ở trên đó rồi, xây dựng tha hồ luôn, cả chục căn nhà ở trên đó vô tư, vừa xây homestay vừa xây sân chơi và có thể đi vào rừng thông luôn bởi vì nó giáp với rừng thông đó các bạn. Những mảnh đất này Dương Lễ để ở cuối phần video nha. Trong mô tả cũng có nha các bạn. Bạn thích những mẫu nhà homestay nào? Hãy cho Dương Lễ được biết ý kiến nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế.